Xin chào thầy với các bạn, hôm nay xin làm bài tập 9 viết ứng dụng tạo zoom on off. Khi nút nhấn hiển thị thông báo trên LCD và đếm sản phẩm. Với đề bài đó là ấn on thì hiển thị trên dòng 1 của LCD là push 10 mili giây DC bằng 0,14, phát ra zoom RC0 với chu kỳ là 10 mili giây, hệ số công tắc là 0,14. Nhấn off thì hiển thị dòng 1 của LCD là push off, phát ra zoom RC0 low. Dòng 2 của LCD thì đếm sản phẩm từ 00 đến 15, sau đó quay lại từ 01 đến 15. Thì đây là mặt của bài này. Thì mặt chỉ gồm có con bit 16S87 có và LCD 16x2 có các chân sẽ định nhận dữ liệu từ chân RD4 đến RD7. Chân điều khiển là chân của box E, ba chân của box E. Rồi chân RC0 được nối với mức logic, với cái bảng mức logic để hiển thị trạng thái sau khi hiển thị trạng thái khi tạo xung. Trên RB4 mình sẽ nối với một xung clock thật ăn ngoại, mình sẽ nối với hai chân RA6 và RA7. Nút on off được nối với chân RB0 và RB1. Thì tới phần lưu đồ của bài này. Thì lưu đồ của bài này á, thì bước đầu mình sẽ cấu hình port, setup rồi setup LCD, timer. Mình sẽ cho nó hiển thị trên LCD là hàng 1 là push off, hàng 2 đếm sản phẩm. Khi mình nhấn nút on á, thì hàng 1 nó sẽ hiển thị là push 10 giây, DC bằng 0,14, hàng 2 thì đếm sản phẩm. Chỗ này mình có một cái biến payout bằng 0, mình sẽ giải thích sau. Khi mình không nếu mình không ấn push on thì ấn put off thì hàng 1 sẽ hiển thị put off, hàng 2 cũng sẽ đếm sản phẩm với biến payout bằng 0. Sản phẩm nha, còn payout không có ấn không có hiển thị. Sau khi ấn hoặc không ấn put, ấn hoặc không ấn put on hoặc không ấn put off thì chỗ này sẽ thăm một cái xung RC0. RC0 á, nếu mà nhấn nút on á thì nó sẽ tạo ra cái xung RC0 là có trong đó gồm một cái chu kỳ có xung lên xung xuống, xung cao xung 2, xung 2 là 0,14 mà xung lâu là sẽ 0,16, là cách tính là f bằng 20 f bằng 20 mm chia cho 4 là 5. Mình sẽ tính ra là một chu kỳ máy sẽ là 0,2 mili giây. Với chu kỳ đề cho là 10 chu kỳ 10 mili giây với hệ số công suất là 0,14 thì cái chu kỳ 2 sẽ là 0,4 và chu kỳ lâu sẽ 0,16. Thì theo công thức của thầy á, mình sẽ tính ra được cái khi T2 sẽ tính được 20.000 xung, còn là t lâu á thì sẽ ra là 30.000 xung, 30.000 xung. Sau đó mình xung rồi, nếu mà mình nhấn nút off á thì là cái payout á nó sẽ payout bằng 0, thì lúc đó là cái xung ra nó sẽ là xung lâu. Còn đây là cái mặt của quên code của bài này. Thì trước tiên cũng sẽ khai báo thư viện của con bit, của hình cho bit với xung clock là 20 mili giây. Khai báo thư viện của LCD.C thì đó thì cái các chân nhận dữ liệu ở đây trên điều khiển và trên nhận dữ liệu. Mình khai báo chức năng của các chân RB0 và RB1. RB0 thì là on, RB1 thì là off, RC0 là kiểm tra là cái xung ra. Ở phút mình sẽ khai báo thêm là hai cái biến push out sẽ cho nó bằng 1 luôn, rồi put ra còn rồi c sp là sản phẩm, biến sp. Ở đây mình sẽ dùng các chương trình con, đó là hiển thị delay 4 giây, 4 mili giây, 6 mili giây và tập trung sản phẩm
tập trung sản phẩm, đếm sản phẩm. Ở cái chương trình con hiển thị thì mình sẽ cho nó hiển, sẽ cho nó xuất ra LCD là push off. Rồi chương trình con đếm delay 40 giây á, thì là mình sẽ cho mình sẽ set timer 1 ở mức low. Khi timer 1, chỗ này mình sẽ dùng lệnh while, để kiểm tra quá trình của timer 1. Nếu mà bé hơn 20.000, như lúc nãy mình tính á, bé hơn 20.000 á thì sẽ không làm gì hết. Tương tự với delay 40 giây á, thì mình sẽ cho cái timer 0 chứ. Timer 0. Timer 0 là đâu? Timer 1 chứ, timer 1 là cái timer 1 là điểm số nội mà. Mình sẽ cho timer 1 cũng là 0. Thì khi timer 1 nó bé hơn 30.000 á, 30.000 thì mình cũng sẽ không cho làm gì hết. Tại đây chương trình con tạm xung SP, nếu push out bằng 1 thì cái biến kiểm tra này, thì cái ngõ ra ở biến kiểm tra này sẽ ở mức cao. Rồi mình cho delay là 40 giây. Mình sẽ chọn cái chương trình delay 40 giây đây nè. Rồi output low, sau đó mình sẽ cho output low biết kiểm tra. Rồi delay sóng, gọi chương trình delay 60 giây. Đó. Hai cái này á, nó gộp, cái này á, sẽ là tạo thành một cái xung, tạo thành một cái chu kỳ, với tạo thành một cái chu kỳ. Nếu mà mình nếu put out không bằng một á, thì nó sẽ thì cái output low kiểm tra, nó biến kiểm tra nó sẽ bằng không. Chỗ này mình sẽ chương trình con đến đến sản phẩm á, hiệu động thì mình sẽ đến sản phẩm thì dùng timer 0. Mình sẽ cho timer 0 là để đến sản phẩm, mình sẽ gắn cho nó gắn timer 0 cho biến SP. Rồi mình cho cái mình sẽ dịch chuyển con chó đến vị trí một của dòng 2. Một của dòng 2. Rồi in ra cái trên LCD là in LCD nè. Nếu mà cái sản phẩm á, nó bằng bằng 16 á, mình sẽ cho cái timer 0 đếm đếm từ cái thành phần 0, là thành phần 1, là cái đếm từ 1. Còn chương trình chính là cái team mình cũng sẽ cấu hình cho bên cho các bọt, cấu hình ngõ ra rồi sẽ không theo biến kiểm tra. Ra rồi mình khai, mình khởi tạo LCD, màn LCD, khởi tạo màn hình LCD. Rồi gọi chương trình hiện, chương trình con hiển thị. Chỗ này mình sẽ setup timer 0. Thì timer 0 thì sẽ kích cận lên với hệ số chia, với hệ số chia là 1. Rồi timer 1 thì cũng cái xung nội, dùng xung nội sẽ với hệ số chia là 1 luôn. Thì mình sẽ cho timer 0 bằng 0 nè. Timer 0. Rồi chỗ này mình sẽ dùng một cái biến, đó là biến TD, rồi đếm sản phẩm. Nếu output bằng khác. Nếu input on á, ấn nút on á thì xem ở chỗ này off thì sẽ như này. Rồi đó mình tạo xung SP và mình cho nó lặp lại. Bây giờ mình sẽ cho biểu chương trình. Ở đây mình đã lập sẵn code rồi nên giờ mình sẽ cho nó chạy thôi. Nó chạy thì mình sẽ đó, dòng 2 sẽ đếm sản phẩm. Khi mà ấn on thì nó sẽ tạo một cái xung. Mình sẽ cho nó đây, xung kích cận lên nó sẽ là không, khoảng 0.14. Còn xung lâu thì sẽ là 0.16. 16 chỗ này thì nó có nhìn đi. Khi mà ấn off thì cái xung ra của RC0 sẽ là RC out, sẽ là mức lâu.
Bài làm của mình xin kết thúc tại đây. Anh em sẽ đi hiển thị. Cảm ơn thầy. À, bài làm xin kết thúc.